Đây là một chiếc xe giá rẻ cho anh chị mới lái, chỉ có hơn 300 thôi. Anh chị có chiếc xe Toyota, bền, tiết kiệm, gọn gàng, nhập khẩu nữa chứ. Có màn hình cam lùi, chạy an toàn. Màn hình này của Toyota luôn nè anh chị, màn hình chính hãng luôn. Và đặc biệt, mới chỉ chạy có 8.700 km thôi, như mới. Đây, auto chuẩn luôn nha anh chị, xe này bên em mua ngay chủ luôn á. Đây, đó, lịch sự bảo dưỡng, full. Có smart key nè, gương cập chỉnh điện nè. Nội thất, có lên nội thất da rồi. Và ni lông người ta còn chưa bóc hết nè anh chị thấy không? Đó, rất là mới, 8.000 km vào xe còn mùi mới luôn á. Đây chiếc Toyota Wigo máy 1.2 số tự động đời 2020, mới chạy chuẩn 8.000 km. Xe này chuẩn auto, bên em mua xe này ngay chủ luôn, ngay nhà dân luôn. Đấy, cái chả đèn chị nhìn nè, sáng lóa luôn. Biển số 70 Tây Ninh. Đây, một vòng tổng thể cho anh chị xem nha. Đây là mẫu mới nhất bây giờ nha anh chị, Wigo nhập khẩu nguyên chiếc, gọn gàng, tiết kiệm. Chạy đường trường lanh quanh chỉ có 4 lít rưỡi thôi, siêu tiết kiệm luôn. Đây, cái mâm này là mâm phay nè anh chị, để ý nè, cái mâm nó còn cái mạt giấy của nhà sản xuất luôn nè. Đó anh chị thấy không, thì vỏ 1120, vỏ Bridgestone, dàn vỏ còn dày cui, 8.000 km thì mới lắm. Đây, máy 1.2 tiết kiệm. Đó, có trang bị cảm biến lái an toàn, có cam lùi luôn. Đó, cho chị nào đi tay lái yếu hoặc là tay lái mới nè. Chạy trong phố là gần 7 lít, chạy đường trường nè anh chị chỉ có 4 lít rưỡi thôi. Mấy cái mặt giấy này nó còn nguyên hết nè chị thấy không. Em mở cốp cho anh chị xem. À, mở cốp trong xe, mở cốp là mở cơ thôi anh chị. Đây, mở cốp ở đây, mở cho anh chị xem. Cơ cốp cũng tương đối, không quá rộng đâu, tại Wigo mà, phân khúc A mà nè. Đó, xe này vừa về bên em chưa dọn rửa, quay liền cho anh chị xem luôn, rất là mới. Xe này chỉ có rửa sơ hút bụi là có thể giao được cho anh chị rồi. Bánh xe cua chưa lăn, bánh xe cua là mâm sắt nha anh chị. Đó, nè, xe nó còn dơ nè. Quay xong thì bên em sẽ vào dọn rửa sạch sẽ tươm tất. Bên em sẽ bảo dưỡng lại cho anh chị luôn, thay nhớt và lọc nhớt, chăm sóc cái xe nó sạch sẽ, chỉnh chu. Đây, nội thất nè, xe trang bị ghế da nè. Đó, tươm tất đúng không? Để em vào cho anh chị xem. Đó, cũng gọn gàng, cũng không chật đâu anh chị, ngồi cũng khá ổn á. Đặc biệt là nó có cái màn hình, có màn hình, có cam lùi, cho chị em nào tay lái yếu á có thể dè rất là chính xác. Để mở khoang máy cho anh chị xem nha, mấy cái ni lông nó còn nguyên nè anh chị, mới ghê. Có nhiều người hay không, mua xe về gần như là không đi luôn. 2020 tới bây giờ 2023 rồi mới chạy 8.000 km nè, auto chuẩn luôn nha anh chị. Anh chị có thể đem ra hãng hoặc là kêu người có kinh nghiệm tới test thoải mái nha. Nè, vỏ nè, nè anh chị nhìn cái vỏ nó dày cui như vậy nè, thấy không? Em lấy nét cho anh chị xem. Đó, nè cái cùm thắng nè, cái cùm thắng nó còn ánh màu tới cỡ này luôn mà, thấy không? Đó, mở khoang máy cho chị xem, cái chai đèn nó còn mới cỡ này đây. Đó, anh chủ xe này để ở nhà mà toàn trùm mền không à, toàn lấy cái bạc trùm lại không. Đó, mở khoang máy cho chị xem nha. Đây mấy xe này anh chị, anh chị nhìn cục máy về bên em chưa dọn rửa mà nó mới ghê không? Nè, chỉ có bụi sơ sơ thôi. Đó, y như là cục máy đã dọn rửa rồi á. Bởi vì xe này để ở nhà lúc nào anh chủ xe nó cũng dọn rửa sạch sẽ tươm tất hết trơn. Đó, chỉ có bụi tí xíu thôi anh chị. Mới ghê không? Mấy con ốc nó còn ánh màu hết nè. Đó, ốc chân máy nè. Đó, máy đang quay để em ghi sát mà cho chị nghe tiếng máy nè. Đó, máy nổ rất là êm. Máy 1.2. Nói chung máy của Toyota thì bền và êm thì khỏi bàn nè, khỏi bàn về chất lượng nè. Xe nhập nữa thì quá là ok. Rồi, xe này bên em đang bán với giá chỉ có 358 triệu thôi. Mức giá rất là hợp lý cho chị mua xe lướt như mới, gọn gàng, tiết kiệm, thương hiệu Toyota nhập khẩu. Đó, anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nha. Và số điện thoại là 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Alo cho em, chắc chắn sẽ được hỗ trợ tốt nhất. Đó, xe thì không có gì để bàn về chất anh chị. Mới chạy 8.000 km thì mới lắm. Nè. Ok. Rồi, anh chị có xe muốn cám đổi hoặc là muốn lên đời, muốn bán xe thì cứ alo cho em ha. Giá cả thì em mua giá rất là tốt, cực kỳ hợp lý cho anh chị. Rồi, cảm ơn chị xem video nha. Bye bye.